ngày xưa, à không, ngày nay, có một nàng tiên cá rất xinh đẹp và hiền lành tên là Annabelle. Ủa ai? Cái gì chỉ rồi hả? Ta tên là Ariel, mà đọc là Annabelle à? Này, làm được thì làm, mà không làm được thì nghỉ nha. Cái thứ gì chỉ à? Có một nàng tiên cá rất xinh đẹp và hiền lành tên là Ariel. Chẳng từ chỗ nào lạc qua, nơi này sao mà đẹp trai thế? Nào chàng bước mau lại đây, tới gần em vì em đang trông ê. Trời chắc do nhan sắc này làm chàng thấy mê men. Mau thức dậy, anh trai à. Trời ơi con ma đầy ghê quá nha. Sao nghe em tôi buồn, em đã lỡ thương thầm một chàng hoàng tử ở nơi mắt đất. Ôi thôi em điên rồi, cha biết sẽ trách tội, yêu đương người chân là điều ngăn cấm. Này bớt khóc một chút đi, người nào đã cứu ta đây mau khai ngay. Cho thôi mà con ngoan vậy đi lát nha về liền. Cốc 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 cho ta vào nhà. Có khỏe đâu và thích thì vào đây. Hôm nay ta tới để xin người biến ra đôi chân giống như loài người. Cũng rất muốn cho ra rằng người tinh thần phơi phới để cua được chàng. Ok thôi nhưng hãy nghe này, nếu như người chịu ta giúp cho người này. Nếu như người không cưới được chàng, người sẽ tan biến thành bọt biển nghe chưa. Chưa hết cái giọng hát thánh thót cũng sẽ tan biến mất khi người uống hết thuốc này. Nhưng mà ta đã xấu xí vậy, còn lấy đi giọng hát tôi thì đành bye bye. Đừng lo, tặng ngay hàn sen ai sẽ sống tỏa sáng mừng từ trong ra ngoài. Chốn đâu lại đây, tên của cô nàng là gì đấy? Đẹp 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 đẹp. Ariel nhà ở dưới nước. Uầy, xinh thế kia, sao không nói được thật đáng thương ghê. Hay như này, hôm nay về hoàng cung ta sống trọn đời ấm êm. Bay vào trên ngọc ngà ta luôn mắt cho nàng, đưa đi trên xa rồi đi bắt cá. Vui chơi hay xa đà, gióng chơi hay lá cà, luôn luôn yêu thương dịu à mai lớn. Này ta đã rất kỹ suy, dự định sẽ kết duyên với nàng trọn đời. Nàng ấy nói rằng không mê, không mê. Cái chi đấy? Mì gì mà mì cũng dịch sai nữa. Mì nghỉ việc luôn đi. Tên nhau mày. Này là 20 nè, 10 nè, đi đường quyền không? Cho con thương ai, con xin từ chối vì đã có gần phèn. Nếu như vậy thì ta mang quân vào chiếm đánh. Ở kia không có lựa chọn thế, con xin nghe. Ôi ôi xin thứ lỗi thật nhiều, đi nhanh nhanh bị phát hiện lại tiêu. Ta giao cho ngươi nhớ hoàn thành, vâng xin tuân lệnh. Ngươi hãy mau đi nhanh, mau đưa ta qua nước lãng giềng. Ta muốn lấy vợ không đợi được lâu. Ôi mai qua cung thức dậy rồi, thiếp lo chu toàn hết xong. Thế cây đa cười chưa ngại gì, thế hôn miệng đi cho tôi luôn ngại
em, khoảng cách tình yêu sẽ không xa nếu như chúng ta xem nhau là tất cả. Đưa tay đây nào. Mãi bên